bạn đã xem trên tay tôi, đó là mô hình của dòng sandwich PC. Sơn sẽ được trực tiếp của công an Việt nhập khẩu và phân phối tại thị trường người từ Nhật Bản về và phân phối tại thị trường Việt Nam với giá thành đối với cạnh tranh. Cái mô hình này do trực tiếp Denso sản xuất, các bạn nhìn nó Denso sản xuất, các bạn nhìn chưa, đấy là Japan này, được trực tiếp của công an Việt nhập khẩu từ bên trong bằng đồng này, đấy các bạn thấy nó là chắc chắn rất là bền. Thì trong quá trình của chúng ta lưu thông trên đường hỏng cái mô pin này thì vỏ bóc của chúng ta phải thay thế, thì các bạn có nhu cầu thay thế phụ tùng dòng xe Mitsubishi thì mua dòng thể phụ tùng An Việt để chúng tôi cung cấp phụ tùng dòng xe Mitsubishi chính hãng lên thị trường Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh.